我。Hôm nay mới đi chợ này, mua lóc tờ về này, thấy không? Đó, lóc tờ đó, 8 con, người ăn 2 con. Các bạn thấy cái vi nó còn bò không? Còn bò sống mà bắt trong hồ ra mà. Bây giờ về để cho nó chết rồi đầu mới luộc lên. Cái này hấp lên ăn. Chấm muối tiêu hay là cái gì đó, thấy chưa? Muối tiêu, muối ớt. Đây là con nó muốn thích ăn răng me thì răng me cho nó ăn. Giờ mới mua về thôi. À, mình đi nó lạnh quá chừng lạnh luôn. 30 mấy độ ngoài mà cuối cùng tưởng về nó chết thì chết mà cuối cùng nó cũng sống. 30 mấy độ mình mặc mấy lớp áo mà nó đâu mặc lớp áo nữa mà cùng nó về đây nó cũng sống. Rồi để tiếp tục mình coi thử mình làm cái gì nha, là mình chụp hình cho các bạn coi nha. Đó, cái này là đã ướp với bột rồi này, thấy không? Bây giờ chiên sơ lên. Ta hồ lóc tờ chưa? Đó. Còn cái này là hấp. Đó, này là hấp này, 2 con hấp rồi này, thấy không? Còn bây giờ cái này là răng me. Chiên sơ lên cho nó rồi bắt đầu là lọc dầu ra, rồi khi nó bắt đầu mình cái sốt nó mới ngon. Còn có bánh mì mẹ đang nướng với con đó, để chị nhiều không? Bỏ con khác vô ấy, lấy cái đó ra, bỏ con khác vô. Nó có bột đó, cho nên nó hơi cháy.
được ha nè, được chưa? Con thì thích ăn cái dày, ba với mẹ thích ăn hấp cái dày đó, hai con đó chưa, hai con hấp cái chưa, hấp cái rượu á, thì là bỏ lên chút rượu vô cho nó thơm. Rồi xong thì chắc dầu ra. Đó, dầu nhiều quá không tốt. Rồi xong rồi đó là bắt đầu cho cái sốt này vô. Cái này là tỏi gừng rồi xào rồi phi đến này. Đó, phi cho thơm rồi giờ mình đổ vô thôi. Đó, tới đây là bắt đầu là dầu hào. Đó, dầu hào. Xong dầu hào rồi thì cái này là cái này cái sốt mè, thấy không? Này có đường chưa? Đó, có này đường. Tại vì cái mè á, nó chua cho nên nó cần phải đường nhiều lắm. Đó là nó mới chua chua hoặc ngọt được. Đó vậy là mình nêm gia vị là xong đó. Rồi ai mà ăn ớt thì bỏ vô một chút ớt nữa là cay cay, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó thích ớt. Đó, vậy là được một món nữa các bạn, thấy không? Đó là răng me, đó là răng me đó. Rồi giờ tắt bếp này xong rồi này, giờ múc ra dĩa này, thấy không? Là nó rất là ngon.